Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Việt Nhật tối ngày 7 tháng 9 của Ohio. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Hai gương mặt vàng cho vị trí thủ tướng Nhật Bản. Hiệu trưởng người Việt đầu tiên ở Nhật. Hai trận cầu hấp dẫn giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam Úc thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tối nay. Tỷ giá yên Nhật và các tin tức thú vị khác sẽ được Ohio đề cập trong bản tin tối nay. Mở đầu là các tin tức đến từ Nhật Bản. Hai gương mặt vàng cho vị trí Thủ tướng Nhật Bản. Việc Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đột ngột tuyên bố không tranh chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản từ chối kéo dài nhiệm kỳ đã khơi màu cho cuộc chạy đua mới. Hiện Hai cựu ngoại trưởng Nhật Bản, ông Taro Kono, 58 tuổi và ông Fumio Kishida, 64 tuổi được coi là ứng cử viên sáng giá nhất. Một chiến thắng cho ông Taro Kono có thể mở đầu cho sự xuất hiện của một thế hệ lãnh đạo trẻ. Trong khi đó, ông Fumiko Kishida là người theo phong cách chính trị truyền thống và hướng tới duy trì cán cân quyền lực hiện nay. Theo giới chuyên gia, kết quả của sự cạnh tranh này có thể là bước ngoặt với chính trường Tokyo. Cuộc bầu cử Hạ viện sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 tới. Dịch Covid-19, dịch bệnh tại Nhật Bản có dấu hiệu giảm, có thể gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Tokyo. Số ca mắc mới đã giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 ca một ngày, lần đầu tiên kể từ ngày 2 tháng 8. Ngày 6 tháng 9, Nhật Bản ghi nhận 8.234 ca mắc mới. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản có thể vẫn gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế do các biến thể nguy hiểm như Delta và Lambda đã xâm nhập nước này, trong khi hệ thống y tế ở một số khu vực vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Tối nay sẽ diễn ra trận bóng giữa Trung Quốc-Nhật Bản vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lượt đấu thứ hai bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Trung Quốc, Nhật Bản sẽ diễn ra vào đêm nay. Ở lượt đầu, tuyển Nhật Bản đã gây thất vọng khi thất thủ 0-1 trước tuyển Oman trên sân nhà, trong khi tuyển Trung Quốc thua trắng 0-3 khi làm khách trên sân tuyển Úc. Do tình hình dịch bệnh, tuyển Trung Quốc chọn Qatar làm sân nhà nên đánh mất lợi thế không nhỏ khi chạm trán với tuyển Nhật Bản. Tối nay vào 9 giờ tối giờ Nhật tuyển Việt Nam cũng chạm trán đội tuyển đá bóng Úc trong vòng loại thứ ba World Cup 2022. Chắc hẳn quý anh chị em hâm mộ bóng đá sẽ không thể bỏ lỡ hai trận đấu hấp dẫn tối nay. Hiệu trưởng người Việt đầu tiên ở Nhật Sau gần 16 năm học tập, làm việc và cống hiến trong lĩnh vực quản lý giáo dục và đào tạo tại Nhật Bản, anh Nguyễn Duy Anh đã vinh dự trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng của một trường tại Nhật Bản, Học viện Nhật ngữ GIG. Ngoài ra, tại thành phố Fukuoka, anh còn được biết đến trên cương vị là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký của Hội Người Việt Nam tại Fukuoka. Thưa quý vị, cộng đồng mạng Việt Nam đang xôn xao với nhà thờ màu tím hồng nổi bật giữa nền trời ở Nghệ An. Với màu sắc rực rỡ, bắt mắt, hai nhà thờ màu tím và hồng ở Nghệ An khiến bất cứ ai đi qua cũng muốn dừng lại và ngắm nhìn nhiều hơn. Tọa lạc trên ngọn đồi nhỏ, được bao quanh bởi thung lũng xanh ngát, ngôi thánh đường sơn màu tím toát lên vẻ uy nghi màu tím hiện đại hoài hoa và tôn lên dáng vẻ đường nét kiến trúc cổ kính vốn có của công trình. Cuối bản tin là tỷ giá Yên Nhật, cập nhật đến 19 giờ ngày 7 tháng 9. Giá 1 Yên mua đang là 202,18 đồng bằng tiền mặt và 204,23 Việt Nam đồng bằng tiền chuyển khoản. Yên Nhật đang có giá bán là 212,79 đồng theo Vietcombank. Tỷ giá theo các dịch vụ chuyển tiền khác, quý vị vui lòng theo dõi trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin tối ngày 7 tháng 9. Hẹn quý vị vào số tiếp theo của bản tin Việt Nhật.